Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát công tác quản lý và đảm bảo vận tải thủy nội địa tại các bến thủy, bến khách nội địa. Qua kiểm tra thực tế, các chủ bến và người điều khiển phương tiện chưa thực hiện tốt việc chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa. Qua đó, tình trạng bến khách ngang sông, chủ phương tiện, chủ bến còn thiếu vật tư, vật liệu nổi cứu sinh, bình chữa cháy chưa đảm bảo theo quy định. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, lực lượng thanh tra giao thông cần rà soát, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm bến đã hết giấy phép kinh doanh. Các chủ bến khách ngang sông phải có kế hoạch đảm bảo các biện pháp an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trong mùa mưa bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra. Hiện nay, tình trạng xe vận tải chở hành khách chạy không đúng tuyến, đón trả khách không đúng nơi quy định gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến trên các tuyến đường. Điển hình trên tuyến quốc lộ 39, người dân thường gặp những xe chở khách mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình đi qua địa phận Hưng Yên. Những xe này hầu như chạy rất nhanh và có biểu hiện tranh giành khách trên tuyến với những hãng xe buýt và dừng đỗ bất cứ điểm nào trên tuyến. Thời gian qua, người dân phản ánh nhiều về thực trạng này, tuy nhiên không được cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý nên tình trạng xe tranh giành tuyến, tranh giành khách vẫn diễn ra bức xúc đối với các doanh nghiệp vận tải có lịch trình và điểm dừng đỗ đón trả khách theo quy định. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, có tác dụng răn đe, ngăn ngừa hiệu quả, tạo chuyển biến của người tham gia giao thông. Đã uống rượu bia thì không lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Từ khi Nghị định 100 có hiệu lực đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã căn cứ để xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Dù mức phạt cao và sự vào cuộc nghiêm khắc của lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng nhân dân vẫn rất đồng tình ủng hộ. Trước đây, tình trạng này chưa được kiểm soát tốt là do chế tài xử lý chưa thực sự mang tính răn đe. Việc nâng mức phạt, tăng thời gian tước giấy phép lái xe đối với người vi phạm về nồng độ cồn là hoàn toàn hợp lý, nên đồng tình ủng hộ. Bây giờ là mọi người đi uống rượu bia cũng nhận thức được về pháp luật là uống rượu bia là mà lái xe là rất là nguy hiểm. Mọi người là khi mà uống rượu bia xong là thường thường hay gọi taxi để đi về cho yên tâm. Việc sử dụng rượu bia từ lâu đã trở thành thói quen của không ít người, cùng với đó là việc nhiều người hay ép nhau uống rượu. Vui đầu chưa thấy, nhưng rượu vào lời ra, uống nhiều rượu bia thường dễ dẫn đến những hành vi lệch chuẩn, nhất là khi sử dụng rượu bia lại điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì rất dễ xảy ra tai nạn. Một trong những nguyên nhân mà gây ra tai nạn giao thông là người điều khiển phương tiện mà có sử dụng rượu bia trong cơ thể có nồng độ cồn. Chúng tôi tiến hành kiểm soát vào các giờ cao điểm như là buổi tối, buổi trưa, đặc biệt là kiểm soát vào những cái khu vực mà thường có các quán ăn rồi là quán nhậu để tăng cường xử lý những cái người điều khiển phương tiện mà vi phạm. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh năm 2023 và quý 1 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử phạt gần 20.000 trường hợp, phạt tiền gần 55 tỷ đồng, trong đó có trên 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bị xử phạt trên 35 tỷ đồng. Chúng tôi nhận thấy là cái ý thức tham gia giao thông của người tham gia giao thông là nâng lên rõ rệt. Những người lái xe thường đã sử dụng bia là không lái xe, có người khi mà đã sử dụng bia thì ngồi bên cạnh mà có người lái xe cho. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, qua phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn trên địa bàn tỉnh 3 năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia giảm nhiều so với trước đây. Trong số 158 vụ tai nạn giao thông năm 2023, chỉ có 3 vụ có nguyên nhân từ rượu bia. Nhiều người dân đã dần thay đổi thói quen lái xe sau khi đã uống rượu bia. Nếu có việc phải tiếp khách hội hè thì nhờ người không uống lái hoặc đi các phương tiện công cộng dịch vụ. Thay vào đó, phần lớn người vi phạm đã nhận thức được hành vi của mình để rút kinh nghiệm không tái phạm. Mong rằng người dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành để bảo vệ bản thân và cho người khác khi tham gia giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.